Địa điểm video lần này của chúng ta là ở tại chào các bạn quay lại với kênh của WinIDs và chúng ta lại trở lại với một tập mới của Chúp cùng WinIDs. Và hôm nay chúng ta đang ở một cái địa điểm rất là hay ho ở Sài Gòn là Thảo Cầm Viên. Thảo Cầm Viên. Mình có thể để cái máy xuống mình nói xíu không? Đi về mệt luôn. Ok. Như các bạn đã biết á, thì trong tình hình dịch á, thì Thảo Cầm Viên đã đối mặt rất nhiều cái vấn đề về tài chính. Cho nên là mình nghĩ đây là một cái điều kiện không thể tốt hơn khi mà mình hết dịch rồi mình nên tới Thảo Cầm Viên để mà ủng hộ chỗ này, để cho mình cho có những con thú nó mập hơn ha các bạn ha. Và đến với tập 2 của hôm nay, chúng ta sẽ vẫn chụp với thể loại ánh sáng tự nhiên. Và vị trí của chúng ta ở đây rất là đẹp. Mình sẽ đi khắp cái Thảo Cầm Viên này để mà mình coi chỗ nào đẹp nhất. Mình recommend cho các bạn. Ok. Mình sẽ chụp chính hôm nay ha, mình là Khoa. Và hôm nay mình có hai bạn mẫu rất là xinh. Đây là bạn mẫu đầu tiên. Mình tên là Thục Đoan. Dạ, em tên là Yến Nhi. Bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Mình sẽ đi tìm vị trí thứ nhất để mà mình chụp. Let's go. Và chúng ta đã tới địa điểm thứ nhất. Ở đây là trường hổ, hổ trắng. Rất là đẹp ha. Ở đây mình có một số những cái tấm kính nhìn rất là đẹp, cho nên mình sẽ chụp vài tấm gọi là lấy phản chiếu từ trong kính ra. Và ngoài ra thì khi chụp thì mấy bạn mẫu có thể gọi là vừa chụp vừa ngắm mèo. Bạn đang rất là mê. Đối với cái cảnh này mình sẽ quyết định là chọn lên 35, tại vì cảnh này hơi chật, với lại mình muốn show ra cái kính á, cho nên là lên 35 sẽ rất là hợp. Với lại thứ hai nữa, do là mình đang chụp phản chiếu cho nên mình sẽ dùng đạo cụ thêm để mà phản chiếu thêm nữa. Thứ nhất mình có thể xài lăng kính. Đây, nó chiếu chiếu rất là đã ha. Nhưng mà mình nghĩ hôm nay mình sẽ xài cái đơn giản hơn, dễ kiếm hơn. Đây, hôm nay mình sẽ xài một cái CD để mà phản chiếu lại. Nó sẽ ra những cái màu cầu vồng rất là đẹp. Khi mà mình chụp á, mình sẽ muốn là mẫu mình nó di chuyển nhẹ 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 tí. Đó, mình không thích mẫu đứng im, cho nên là hôm nay mấy em sẽ di chuyển nhẹ nhẹ tí. Mình kiểu đung đưa tới lui thôi. Đúng rồi. Thứ hai là khi mà bạn chụp mẫu á, bạn nên giao tiếp với mẫu tốt tí. Nó thì sẽ không có gì ngượng giữa hai bên. Và mình sẽ thoải mái khi mà chụp á. Cái quan trọng là cái mẫu phải thoải mái. Tại vì mẫu mà không thoải mái, lên hình thấy liền. Đúng rồi, bị đơ đó. Ok, mình sẵn sàng ha. Thoải mái ha. Setting của mình á, mình sẽ để là ISO ở mức thấp nhất có thể. Và cái tốc của mình ở mức 200 hoặc là 200 đổ lên nha. Tại vì mình muốn mẫu di chuyển á, cho nên là tốc mình không thể nào thấp được. Nếu tốc thấp thì sẽ bị mờ hình. Khẩu mình sẽ mở toang luôn, tại vì lens này lên 35, cho nên là khẩu mở sẽ đẹp hơn. Khẩu mình đang ở f2.8 ha. Tốc của mình là 250. Rồi ISO mình sẽ bù lại để cho đủ sáng. ISO mình ở 320. Cuối cùng là cái nhiệt độ thì mình sẽ set cho mình thấy cái nào hợp mắt nhất, mình sẽ chọn cái đó. Mình thấy ở đây mình để cloudy khá là đẹp nè, màu khá là ấm. Ok, nhưng mà vẫn còn hơi tối, mình sẽ bơm ISO lên một tí, khoảng 400. Ok. Giờ mình bắt đầu chụp ha. Ok, mình để dòng cái kính. Ok, mình đã xong ở vị trí thứ nhất là chuồng cọp. Bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp vị trí thứ hai. Ở đây thì mình thấy là khá đẹp ha.
chụp phản chiếu rất là ổn, nắng đẹp nữa. Mình lưu ý một cái là bạn nào tới đây thì nên đem theo sắp veo chống mũi, chống mũi, tại vì nãy giờ mấy bạn mẫu là nát cái chân. Rồi mình đã qua một cảnh tiếp theo là một cái vòm cây rất là đẹp. Giờ mình sẽ đổi qua lên 85. Mình muốn chụp một số tấm cả người mẫu. Cả người. Là mình đổi qua 85 để mà lấy cái độ nén của lens nó sẽ rất là đẹp. Cái background nó sẽ chật lại, mình loại được nhiều thứ hơn. Tại vì ở đây khá là bận rộn nhiều người á. Đối với cảnh này mình thì setting của mình vẫn sẽ như hồi nãy thôi. ISO mình để ở mức thấp nhất. F của mình vẫn là mở toang ra sẽ là 1.8. Rồi tóc của mình sẽ là ở mức 250 đổ lên, tại vì mình muốn mẫu di chuyển nhiều. Ok, và chúng ta đã xong địa điểm thứ hai. Mình có hình vài tấm mình rất là ưng ha. Giờ mình sẽ đi kiếm cái địa điểm thứ ba. Và địa điểm này mình muốn khác biệt một xíu. Khác biệt nãy giờ. Nãy giờ cây cối, cây xanh khá là nhiều. Nhưng mà đây là Thảo Cầm Viên mà. Mình đi dạo dạo một vòng thì mình thấy chỗ này rất là đẹp ha. Ở đây là chuồng Linh Cẩu, nhưng mà nó có một cái vòng cung rất là đẹp, nên mình quyết định chụp ở đây vài tấm. Rồi nắng ở ngay đúng cái hướng mình cần nữa, mình có thể chụp backlight được, rất là đẹp. Rồi mình chụp ánh sáng trực diện cũng được nữa, cũng đẹp luôn đó. Ở mấy em mẫu ở đây nhìn hình rất là trong trẻo, rất là đẹp ha. Rồi ngoài ra là những cái vòng cung này nè, nó có thể tạo cho mình những cái đường dẫn vô trong hình đó, từ đó thì hình của mình rất là dễ bắt mắt. Mình đã tìm được địa điểm thứ ba rất đẹp, đó là cái nhà Lan. Nhà Lan ở đây mình có một cái cấu trúc gọi là rất đẹp luôn. Đúng rồi, hai bên nó có một cái đường dẫn vô rất đẹp. Ở giữa là đất là đối xứng. Rồi xung quanh là cây cối màu lan, màu hoa. Nhưng mà ở đây mình có một vấn đề rất là to lớn. Đó là cái lưới lan ở trên, nó màu xanh. Nắng nó chiếu xuống nó phản hất màu xanh xuống. Cho nên là cái này khi chụp về mình sẽ phải sửa hình rất là nhiều. Mình phải chỉnh hình giảm xanh rất là nhiều. Ok, bây giờ mình vô ha. Setting của mình giống hồi nãy, khá giống nãy ha. Mình vẫn là ISO thấp nhất, cỡ 100. Nắng khá là gắt rồi. Rồi khẩu mình sẽ khép lại một xíu, là khoảng 2.8 hoặc là 3.5, để mà cho thấy cái những cái đường dẫn đều rõ hơn. Rồi tóc của mình sẽ dùng để bù sáng thôi, nhưng mà tất nhiên là vẫn sẽ cao hơn 250. Rồi mình sẽ thử với hai thứ lens luôn. Mình sẽ thử 85 trước, rồi lát nữa mình sẽ thử qua 35. Bây giờ chúng ta đang ở địa điểm cuối cùng ha. Ở đây rất là gần cái chuồng voi ngay kế bên luôn. Mình có một cái hàng cây rất là đẹp ở trên, nó rủ xuống nữa, cho nên là mình sẽ thấy nó có thể làm những cái tiền cảnh, những cái bokeh rất là đẹp. Và thứ hai nữa là giờ này khá là nắng rồi, cho nên mình không thể nào mình chụp ngoài trời được nữa. Chụp ngoài trời nó sẽ có những cái bóng rất là gớm. Đây cái bóng ngay mắt rất là gớm nha.
Cho nên là bây giờ cái giờ này, những cái giờ trưa đó, tốt nhất là bạn sẽ chụp trong bóng râm. Như vậy mọi thứ nó sẽ sáng đều với nhau. Và mình kết thúc buổi chụp hình của mình ở đây. Các bạn thấy những bức ảnh chụp ở Thảo Cầm Viên nó như thế nào? Hãy bình luận xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy tới Thảo Cầm Viên tự trải nghiệm cho bản thân mình. Và khi các bạn tới đây, các bạn đã ủng hộ một phần cho Thảo Cầm Viên để có những con thú nó mập mạp hơn, nó vui vẻ hơn. Và hãy nhớ luôn tìm cho mình những góc ảnh mới, những tầm nhìn mới, và luôn luôn tiếp tục sáng tạo. Và đó là buổi chụp ở Thảo Cầm Viên của tụi mình, tập 2 của series chụp cùng Winadis, series mà các bạn được trải nghiệm một buổi chụp chung với tụi mình. Mong là các bạn đã học được gì đó từ video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy nhớ nhấn like và subscribe để theo dõi những video mới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.